Chào các bạn, mình đi vào học về thì nó hiện lên cái này, nó kêu mình vô một nhiệm vụ đó các bạn, bấm OK đi, coi nó là cái gì các bạn nha. Nó hạ cây xuống thôi. Rồi. Các bạn ơi. À, nó chơi chữ bingo thôi các bạn, chứ không có gì hết trơn. Thôi tôi không có chơi đó đâu, không quen. Bạn thấy gì không? Tôi có 47.800 các bạn à. Có nghĩa là sắp sửa mua được đất rồi đó các bạn. Đất là 48.000. Rồi nếu 47 thì thôi giờ tôi làm cho nó chạy ô tô đi các bạn. Ô tô nè. Bạn vô ha, bạn bấm on là nó cho on tất cả nha các bạn. Rồi các bạn mới sửa soạn ốp lại những cái mà bạn không muốn nè. Nè, ốp cái này nè, mình không muốn ốp. Đó. Đó, nó on toàn bộ hết các bạn thấy không? Nhanh hơn. Đó, còn mình đi ốp liền mấy cái mà mình không muốn đó, mình ốp liền. Thì trong thời gian mà mình gặt xong vậy đó thì nó sẽ đủ tiền mua miếng đất nữa các bạn. Mình sẽ mua miếng đất liền bây giờ luôn. Cái tranh thủ để mình hạ cái này xuống chút xíu như thế thì cái này chứ rồi rõ hơn là đó các bạn ha. Đó vậy đi cho nó rõ. Đây tôi hoạch hết luôn thì sau khi tôi hoạch xong đó là mình bán thêm một mớ đó là vừa rồi các bạn, và cái mình dùng cái mớ tiền đó đó là mình trồng lại luôn. 48.000 thì mình còn có 200 đồng nữa, dễ gì, dễ dàng quá. Các bạn thấy không? Mình cũng không ngờ là mình có kiếm được 48.000. Các bạn nhớ hồi đó mình có bốn cái máy, ba cái máy không? Thì nhiều khi các bạn nói là bỏ ra 4.500 mua cái máy này sợ nó không có lợi đó các bạn, sợ mình kiếm lại không được á. Thì các bạn thấy không? Mình từ bốn cái máy mà giờ lên tới 11 cái, mà tiền đó mình có thể kiếm trong vòng thời gian ngắn hơn cái phân nửa, mà mình tính là còn 2 3 ngày nữa mình mới kiếm được cái tiền này các bạn thấy không. Mà trong khi trong thời gian ngắn ngủi mà mình đã kiếm được rồi thì điều này có nghĩa là còn một cơ hội để mình nới rộng thêm một lần nữa. Bữa nay mình nới rộng này thì mình còn 1 ngày rưỡi nữa các bạn, thành ra mình hy vọng là tối mai mình sẽ nới rộng thêm một lần nữa đó, các bạn thấy không. Đó, bây giờ mình vô đây mình bán nè, bán để cái lấy tiền mua 48.000. Vô bên này. Đây. Có thêm ngàn nữa. Rồi. Mình được gần 49.000 các bạn. Rồi bấm vô đây nha, mua đất nha các bạn. Đây, 48.000, còn 2 ngày nữa các bạn thấy không? Bấm vô nha. Chúc mừng nha, đã 48.000. Mình cũng không ngờ luôn đó các bạn. Rồi, mừng quá. Rồi bây giờ mình mua đất các bạn, hay là mình trồng trước đi các bạn ha. Mình trồng mới đi để hồi nữa nó có liền đó các bạn, có liền để mà gối đầu đó. Thì mình trồng được 17 cái, 17 cái. Đây, 17 cái. Đó. Rồi cái bây giờ mình mua đất. Vừa mua đất cái mình vừa mua trồng thêm lavender cho đợt sau các bạn ha. Mua đất một miếng nữa. Bạn thấy không? Không ngờ ha. Thì mình hy vọng mình mua đất đợt này đó là mình có thể làm kịp kịp cái lavender cho cái máy nó làm các bạn. Tại vì hồi trưa này là nó làm không kịp, nghĩa là nó mọc không kịp để mà cái máy nó chạy đó các bạn. Mà ý mình làm bằng tay đó nha, không có làm tự động đó, mà cũng không kịp đó các bạn. Thành ra mình phải nới rộng đất. Nói làm sao mà tại vì 10 cái máy, 11 cái máy gì khoảng chừng 500 mô đất mới được các bạn. Thì cái này hiện giờ là 40 22 nhân cho 2 21 nhân 21. 21 nhân 21 là 420. Các bạn 420 cộng với 21 là 441. 441 miếng đất. Để mình coi có phải không. 441. Coi có
coi đúng không, chứ để em coi nhân trạch cái kỳ đó. À, đúng rồi, mình đang 441, trời đất, kế tới 80.000 là các bạn ơi, chắc không hy vọng. 80.000 là không hy vọng các bạn ạ. Không có cửa nào đó, gọi là không có cửa nào đó. 80.000 để nới rộng ra. Các bạn nghĩ làm nổi không? Một ngày rưỡi kiếm 80.000 rồi không đủ tiền. Bán bớt nữa các bạn, bán thêm nữa. Đây, có 33 cái rồi này các bạn, nhanh không? Đó. Trời đất ơi, nó không đủ tiền từ lúc này luôn các bạn à. Là mình phải mua từ đầu. Không có, bây giờ mình trồng bớt đi các bạn, trồng lavender trước đi. Trồng lavender ở đây đi. 2.400 là mua được 48 cái. Tranh thủ mua 48 cái này. Chắc khoảng 48 cái mùng mới thôi, rồi cái mình để dành mình mua đất này các bạn. Mua đất thì để thôi, nó lại tốn công hồi nãy hết tiền cái nó trở lại từ đầu đó các bạn. Giờ nó lại bây giờ giờ không được, không có, không giờ lại thì mình là bắt đầu từ cái miếng nửa trật nửa này này. Bởi vì làm cẩn thận chứ làm trật cái nó cứ trật tới thì các bạn càng ngày nó càng trật nữa, không trúng là nó cứ không trúng hoài vậy đó. Đây 500 hả, 500 miếng đất có 15 đồng hả, năm thì trồng thêm cái này được nhân hai là được 100 cây nữa đó các bạn, ghê không? Ủa 500 có 10 cây à? 500 có 10 cây à? Quên, tưởng 5.000 chứ. Ờ hết. Đó thì bán một miếng nữa thì mua, bán một ít nữa để mua mua đất các bạn. Mình mua đất thôi. Đó, vậy đi, để mình mua đất đi cho nó, cho nó xong cái đất này cho rồi đi. Đó các bạn, vậy là mình nới rộng hồi từ khuyến mãi tới giờ là mình nới rộng được 5 lần nha các bạn. 5 lần trong một lần là khuyến mãi là dữ dội lắm các bạn ơi. Bạn thấy mừng không? Các bạn cũng có thể làm được đó. Cố gắng nha các bạn. Bây giờ cái mình cố gắng tranh thủ là từ đây cho tới một ngày rưỡi nữa là mình phải nới rộng thêm một lần nữa là 80.000 đồng thôi các bạn. 80.000. À, bây giờ là 7 giờ rưỡi đêm nè. Để coi coi tới tối mai mình cho chấp tới 12 giờ đêm mai luôn đi. Nếu mình được 80 ngàn tới 12 giờ đêm mai là cũng khá lắm các bạn. Là để coi thử nha các bạn nha. À, bữa nay là 7 rưỡi để coi trong vòng bao nhiêu tiếng thì mình có thể kiếm được 80 ngàn ha các bạn. Đây mình bấm cái này nè các bạn, bấm vô đây. Rồi bấm lên đây. Lên cái tầng khác. Qua tầng mây đó các bạn, qua chính tầng mây đó. Trời, mua khoe đất, khoe đồ tùm lum chưa à, kêu mua khoe đất này các bạn à. Rồi hết 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 cái ngôi sao, hết cái lớp 2 là hết các bạn, cho mình chờ ngày mai rồi mở lớn ra các bạn nha, mở lớn ra. Rồi bây giờ mình bán lại tiếp để mua lavender các bạn. Đây 2.000, 2.000 thì 40 cây các bạn ha, tầm 40 cây. Rồi 40 cây thì bây giờ chỉ còn là trở về. Nếu trở về đó thì mình dư thời gian rồi, mình đâu còn bận rộn nữa, thì mình sẽ tắt cái ô tô đi các bạn. Mình lên đây, các bạn thấy chữ off nè, bấm vô chữ off, bấm vô một cái là tắt hết trơn toàn bộ các bạn đó, thấy không? Rồi mình bấm trở lại là nó sẽ mất cái bảng này rồi đó, mất toàn bộ. Mình nó không đâu có làm gì các bạn, thì mình lấy tay mình làm hết các bạn ha. Rồi có gì còn cái gì mới nữa thì mình xin hẹn các bạn sau nha.
Rồi, mình hướng dẫn các bạn về cái nhà này. Đây, cái nhà nhiệm vụ mới. Thì họ cần bạn bè giúp đỡ đó các bạn. Thì mình bấm vô cái chữ Ask này là hỏi nhờ. Thì đây nó có mấy người nè các bạn. Đó, các bạn bấm vô. Đó, bấm vô chữ xem là nó nhờ mấy người đó giúp mình. Đó, các bạn ha. Đừng bấm dưới này nha các bạn, 36 đồng tiền mặt á, mắc lắm. Mình hỏi nhờ thôi để tính tiền. Rồi vậy thôi các bạn ha. Rồi khi nào mà người ta xong á thì là cái mình hoàn thành chứ không gì hết trơn. Rồi có gì mới nữa mình tiếp tục nhắn tin cho các bạn. Rồi mình sẽ mua thêm một cái máy nữa các bạn, vô trong cái sách đỏ mua thêm cái máy nữa, quyết định rồi. Quyết định chịu chơi rồi. Máy quay hướng này. Rồi đây đặt đây các bạn thấy không, đó là 12 cái máy nha các bạn, 12 cái máy tổng cộng. Giờ tranh thủ sản xuất không à, để mình xem coi mình có lấy được 80 ngàn trong vòng mấy tiếng các bạn nha. Rồi xin hẹn các bạn tiếp tục. Ok, chào các bạn. Sáng sớm mình làm thử coi có được không. Nhưng mà xui là cái này là tài khoản của mình. Mình vô lộn tài khoản này. Mắc cười quá. Chào các bạn. Sáng rồi mà không sớm, 9 giờ mấy rồi. Trồng hôm qua các bạn trồng đủ thứ, mỗi thứ chút đó các bạn, cứ mỗi đêm gì đó bằng trồng mấy cái thứ mà 12 tiếng rồi 9 tiếng 10 tiếng rồi đó, thì nguyên đêm thì nó tốt hơn các bạn. Đây là tất cả những gì mà mình trồng đêm qua thì lavender hết rồi đó các bạn, không còn gì để xài nữa đó. Thì bây giờ mình bắt đầu thu hoạch nó rồi mình trồng lavender liền các bạn ha, tranh thủ. Đây còn mới lavender nè, trồng liền đi. Đây. Thu hoạch mới này trồng liền, tại vì nó rất là dài tiếng cho nên một số nó chưa có chín các bạn ơi. Là cái nào thu hoạch được thì thu hoạch rồi mình trồng liền. Bây giờ thì nó hút hàng thì mình quan trọng trồng trước chứ không phải là làm trước. Bạn thấy không, tùy theo cái chế độ. Giờ mình đang thiếu hàng thì mình trồng liền các bạn ha, còn cái nào mà mình dư hàng á, thì là mình làm trước. Đây trồng cái đó một cái đó là đây, đổi qua bên cái favorite đi các bạn cho nó gọn dễ, nhìn dễ thấy chút. Đây bỏ favorite còn hai món các bạn thấy không, nó gọn dễ chút đó. Đây một cái trong năm nè, bạn thấy không, lợi lắm. Trong tương lai thì mình sẽ đầu tư vô cái đó nhiều hơn. Ồ, có quà nè, làm được như đây đó, nhận cái này. Nó kêu mình làm lâm công, ba cái lâm này mình đâu có làm được. À, bỏ đi, đừng bấm vô cái đó nữa nghe bạn, mất một đồng đó. Bấm lên là mất một đồng tranh thủ mình trồng trước các bạn, để chuẩn bị có cái đợt đầu mình làm liền các bạn ha. Trồng lavender. Còn cái kia thì nó có cái nó 12 tiếng lần cậy đó, chừng nào nó chín thì mình chín. Kéo qua đây thu hoạch trồng, thu hoạch trồng.